Mời các bạn xem trận bán kết bóng chuyền hơi nữ giáo viên nhằm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 2018 giữa hai đội bóng Trường Tiểu học Gia Thuận và Trường Tiểu học Võ Thị Lớ. Trường Tiểu học Gia Thuận trong trang phục áo trắng xanh, còn Trường Tiểu học Võ Thị Lớ trong trang phục áo xanh. Kết quả chung cuộc, đội bóng chuyền hơi Trường Tiểu học Võ Thị Lớ thắng Trường Tiểu học Gia Thuận với tỷ số 2-0. Một điểm lại rồi lớn là 6-1. Điểm 7-1. đến đại hội và bay. 16, 9. Chính mười tám chín. Mười, 18. 1, 18. 12, 18. điểm Võ Thị Lớ 9, 12. 20, 12. 13, 20. 21, 13. 14, 21. 15, 21. 12, 15. Ba 15. Bốn 15. Sáu 24. Điểm cho đội 16 24. Đâu? Một điều. góc kìa. Tám điều. Hồi nãy là chưa đá nè. Sắp banh cho đông kia đi. Chính điều.